Chiều 9 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và 16 bị can khác trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Theo cáo trạng, do đã quen biết Vũ Liên Oanh từ trước, nên đầu năm 2016 khi nắm được chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Hoàng thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSC, đến gặp Oanh trao đổi về việc để các công ty của Nga trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị giáo dục cho Sở theo giá do Hoàng thị Thúy Nga ấn định trước đã được Vũ Liên Oanh đồng ý. Bị can Vũ Liên Oanh đã chỉ đạo cấp dưới của mình phối hợp với các nhân viên của Hoàng thị Thúy Nga để thực hiện dự án. Quá trình thực hiện dự án, các cựu cán bộ tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và nhân viên của Hoàng thị Thúy Nga đã lập hồ sơ quân xanh, quân đỏ, nâng giá các thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, thông thầu ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá trái pháp luật. Cũng theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2020, sau khi thực hiện xong mỗi dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục tại Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh với 6 gói thầu, Hoàng thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh và cấp dưới của Oanh tổng số tiền hơn 30,1 tỷ đồng. Cáo trạng còn xác định trong giai đoạn 2016-2019, bị can Vũ Liên Oanh vì động cơ vụ lợi đã thông đồng với Hoàng thị Thúy Nga là nhà thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để công ty NSC của Nga đảm bảo trúng thầu 6 trên 6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục với giá do Nga ấn định. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Vũ Liên Oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, sau mỗi lần bị can thông đồng tạo điều kiện cho Hoàng thị Thúy Nga để công ty NSC trúng thầu trái pháp luật, Hoàng thị Thúy Nga đã 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh và đưa tổng số 14 tỷ đồng để cảm ơn và chúc Tết. Vũ Liên Oanh khai đã sử dụng mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân. Chiều 9 tháng 8, lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thông báo về vụ việc ông Tê, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, hiện đang làm phó trưởng phòng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Trước đó, chiều 5 tháng 8, ông T lái ô tô biển kiểm soát 74A12207 lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi lên thị trấn Lao Bảo. Khi đến km 70+300 tuyến quốc lộ 9, ô tô của ông T đâm vào xe máy biển kiểm soát 74H33208 do chị A đang chạy theo hướng ngược lại, khiến chị A bị chấn thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Cả hai phương tiện bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng thực hiện đo nồng độ cồn đối với ông T và cho kết quả 0,13 mg trên lít khí thở. Theo người nhà nạn nhân, chị A vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A đang trên đường ra quán mua cháo cho con. Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Hồ Vũ sinh năm 1987 ngụ tại Cà Mau, Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1988 ngụ tại Cà Mau, Lý Thị An Quang sinh năm 1975 quốc tịch Trung Quốc, Kim Sun-sik sinh năm 1960 quốc tịch Hàn Quốc, Kang Seon-hak sinh năm 1993 quốc tịch Hàn Quốc cùng 17 đồng phạm về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phát hiện xe container do tài xế Đoàn Văn Ngãi điều khiển khi đến vị trí lai P17, O27, cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương có 40 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng hơn 39,5 kg. Loại methamphetamine. Tài xế Đoàn Văn Ngãi khai nhận vận chuyển thuê cho công ty trách nhiệm hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp APE của Huỳnh thị Hoa Trân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra triệu tập ghi lời khai đối với Huỳnh thị Hoa Trân, xác định lô hàng thu giữ là của Kim Sun-sik, bạn trai của Trân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành điều tra xác minh và khởi tố bị can đối với Kim Sun-sik cùng 23 bị can khác về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, các đối tượng đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó đã thu giữ 162 kg ma túy các loại. Số còn lại các bị can đã vận chuyển tiêu thụ trót lọt. Ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp áp xe lớn ở vùng ngực sau tiêm filler để làm tăng kích cỡ ngực. Bệnh nhân nữ 26 tuổi ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng hai bên ngực, đặc biệt là ngực phải sưng to, đỏ, có mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó 3 tuần có lên Facebook và thấy một tài khoản Facebook ở Hà Nội quảng cáo dịch vụ tiêm filler tăng kích cỡ ngực vô cùng hấp dẫn với những hình ảnh bắt mắt nên đã liên hệ. Sau đó hai bên thỏa thuận vào thành phố Hồ Chí Minh thuê khách sạn để thực hiện tiêm filler tăng kích cỡ ngực. Sau khi thỏa thuận giá cả, thời gian, nhân viên tiêm filler đã vào thành phố Hồ Chí Minh và thuê phòng khách sạn để tiêm filler nâng ngực cho bệnh nhân và một số khách khác. Tổng cộng, nhân viên đã tiêm 350cc loại filler dùng cho body của Hàn Quốc vào ngực bệnh nhân với giá 25 triệu đồng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm, trưởng đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, do chất làm đầy đã hòa tan với mô nên phải xử lý nhiều lần. Hậu quả để lại là trên ngực bệnh nhân sẽ có sẹo xấu, hình thể vú bị biến dạng, nguy cơ phát sinh ổ áp xe mới. Ngoài ra, ngực bên trái cũng có nguy cơ nhiễm trùng và xuất hiện ổ áp xe. Ngày 9 tháng 8, Bệnh viện Quốc tế CDCIH đã cứu sống thành công sản phụ H, 33 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, mang thai ở tuần thứ 35 bị vỡ tử cung. Nguyên nhân vỡ tử cung được xác định do ở lần sinh trước, sản phụ đã bị vỡ tử cung và vá chỗ vỡ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, đặc biệt là đau ở hông bên trái. Ngay lập tức ekip bác sĩ đánh giá được tình trạng nghiêm trọng của sản phụ nên đã chỉ định mổ, mặc dù thai nhi chỉ 35 tuần tuổi. Khi tiến hành phẫu thuật tại ổ bụng thì thấy đã có khoảng 500ml máu trong ổ bụng. Vết mổ sinh cổ của sản phụ vẫn còn nguyên vẹn. Ekip mổ đã nhanh chóng đưa bé ra khỏi bụng mẹ để gửi cho khoa nhi tiếp tục chăm sóc. Tiếp theo đó, khi kiểm tra tử cung, bác sĩ phát hiện có một chỗ vỡ ở phần đáy tử cung, kích thước khoảng 2cm đường kính. Các quay ruột dính chặt vào vị trí tổn thương. Ekip phẫu thuật của khoa sản phối hợp với ekip phẫu thuật khoa ngoại để tách rời các quay ruột dính ra khỏi chỗ vỡ, phục hồi vùng tử cung và các quay ruột bị tổn thương.